Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU đàm phán huấn luyện viên số 1 thay Ten Hag. MU bán Martial vào tháng 1, chốt người thay thế. Sóng ngầm đang xuất hiện ở Man United và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU đàm phán huấn luyện viên số 1 thay Ten Hag. Theo Don Manon, Mẫu MU đã có những đàm phán bước đầu tiên với huấn luyện viên Ruben Lopetegui người hiện đang là ứng cử viên số 1 để thay thế cho Erik Ten Hag. Hiện Erik Ten Hag đang gặp áp lực lớn và đứng trước khả năng mất việc. Robert Gui từng có thời gian dẫn dắt Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha. Ông cũng làm tốt công việc ở Vua Vở Thân Tơn trước khi rời đi do mâu thuẫn với ban lãnh đạo của Bầy Sói. MU bán Martial vào tháng 1, chốt người thay thế. Theo tờ bi của Đức, MU đồng ý thanh lý Martial ngay tháng 1 tới. Quỷ đỏ chỉ muốn thu về 8-10 triệu bảng từ cầu thủ người Pháp. Hiện có nhiều đội bóng ở Serie A và giải vô địch bóng đá Pháp quan tâm đến cầu thủ sinh năm 1995. MU cũng đang hỏi mượn Timo Werner của AB Leipzig để nâng cấp hàng công. Man đỏ chấp nhận điều khoản mua đứt nếu anh chơi tốt. MU sẽ có thay đổi mang tính cách mạng để xưng vương ngoài hàng Anh. 10 năm sau mùa giải cuối cùng vô địch tại ngoài hàng Anh, cùng với đó là thành tích tệ hại tại đấu trường C1, Man United sẽ thay đổi hướng đàm phán chính sách hợp đồng mang tính cách mạng để trở lại vị trí hàng đầu của bóng đá Anh và thế giới. Theo Kai Sport đưa tin, Man United sẽ noi gương chính sách của Arsenal đó là không gặp vấn đề gì khi chấm dứt hợp đồng với những cầu thủ như Mesut Ozil, Aubameyang, Nicolas Pepe khi những ngôi sao này không còn kiếm được nhiều lợi nhuận về mặt thể thao. MU sẽ làm như vậy để tránh nặng lại tình huống như trường hợp của Jadon Sancho, người đã phải ngồi ngoài nhiều tháng vì vô kỷ luật. Để làm được những điều trên, việc gia hạn hợp đồng béo bở mà quỷ đó đã cố gắng thực hiện để bảo vệ các cầu thủ khỏi trường hợp lợi dụng việc hết hợp đồng để rời câu lạc bộ miễn phí và chấm dứt chứng kiến sự kết thúc với một trong những điều khoản truyền thống của câu lạc bộ, trong đó luôn có tuổi chọn đơn phương gia hạn hợp đồng với cầu thủ thêm một mùa giải. Câu lạc bộ đội chủ sân Old Trafford tin rằng bằng cách này họ có thể bán được cầu thủ với giá cao hơn và tạo dựng sự uy tín trong việc chuyển nhượng. Chiến lược mới này sẽ đi đôi với việc tập đoàn Ineo do tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đứng đầu mua 25% cổ phần MU và điều này sẽ được xác nhận trong những tuần tới. Hướng tới phiên chợ đông tới, MU không kỳ vọng sẽ có được bổ sung, trong khi những ngôi sao rời đội bóng có thể được chú ý hơn với những cầu thủ như Sancho đã không còn muốn cống hiến cho đội bóng và những người khác như Casemiro đã gặp chấn thương từ đầu tháng 10. Sóng ngầm đang xuất hiện tại MU. MU lại phải chịu một thất bại khác khi thua 0-2 trên sân khách trước West Ham. Đây là thất bại thứ 13 trên mọi đấu trường cho đội bóng của Erik ten Hag. Kết quả khiến MU đứng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh, kém top 4 8 điểm. Quỷ đỏ đã bị loại khỏi C1 và Carabao Cup khiến FA trở thành cơ hội duy nhất để họ giành chức vô địch mùa này. Họ đối mặt với Quinn gần ở vòng 3 FA Cup vào ngày 8 tháng 1 và thất bại này sẽ tăng thêm áp lực lên Ethic Ten Hag, người được dư luận đánh giá sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của ngoại Anh bị sa thải. Nhà cầm quân người Hà Lan đang gặp khó. Một số cầu thủ khác cảm thấy không hài lòng ở Old thậm chí xuất hiện báo cáo tiết lộ Ten Hag đang phải đối mặt với một cuộc binh biến tiềm ẩn trong đội. tờ The Guardian cho rằng. Một tân binh gần đây cực kỳ không ấn tượng trước tâm lý của một số đồng đội trong phòng thay đồ. Đây không phải lần đầu tiên dò dỉ thông tin nội bộ của Man United rối loạn, mặc cho Erik ten Hag vẫn hài lòng với các học trò. Bên cạnh đó, Ramon Hoynun vẫn chưa có bàn thắng ở ngoài hạng Anh và sớm bị thay ra. Nhưng kỳ danh thủ Anh nói rằng mấu chốt của vấn đề ghi bàn của MU đến từ cánh. Kỳ danh thủ nói, Ten Hag nói, chúng tôi phải báo sát kế hoạch. Thành thật mà nói, tôi không biết kế hoạch đó là gì và tôi đã theo dõi MU khá nhiều trong mùa giải này. Họ phải đưa nhiều người vào vòng cấm hơn, những đường truyền kém, lựa chọn sai, không tạo ra bất kỳ cơ hội nào. Sierra đã sử dụng một thống kê đáng kinh ngạc để minh họa cho lập luận của mình rằng các cầu thủ chạy cánh của MU mới là trung tâm của vấn đề. Anthony mới chỉ thực hiện 6 đường truyền cho Ramut Hainun trong cả mùa giải ngoài hạng Anh tính đến nay và Ganacho chỉ có 5 đường truyền. Điều đó xảy ra ở mỗi trận, chúng ta có thể thấy điều gì đó đang sai nghiêm trọng và họ không bao giờ ghi bàn trừ khi họ cải thiện điều đó. Bruno Fernandes bị nghi ngờ về tư cách đội trưởng MU Bruno Fernandes đã bỏ nợ trận hòa 0-0 cuối tuần trước trên sân của River sau khi nhận 5 thẻ phạt ở ngoài hàng Anh. Anh trở lại đội hình xuất phát của Erik ten Hag ở trận đấu trên sân của West Ham. Tuy nhiên, cầu thủ này đã phải nhận một thẻ vàng vào đầu hiệp 2 sau khi vật nổn với Mohamed Kourouz và chiếc thẻ phạt này đã bị người hâm mộ của The Hammer mỉa mai. Không chỉ vậy, Bruno Fernandes còn suýt phải nhận thêm một thẻ phạt nữa ngay sau khi phản nàn với trọng tài. Điều này khiến người hâm mộ màu u vô cùng tức giận, thậm chí có người kêu gọi tước băng đội trưởng của anh một người đối giận nói, Bruno Fernandes cần bị thu hồi băng đội trưởng với thái độ tồi tệ mà anh ta đang thể hiện. Tôi nghĩ Bruno Fernandes thích ăn thẻ đỏ. Một người tiếp theo bình luận, Bruno phạm lỗi với một cầu thủ và phản nàn tại sao anh bị nhận thẻ phạt. Bruno đang làm mọi thứ để có thêm một kỳ nghỉ. Đóng góp của Bruno là khóc trên sân trong hiệp 1, sau đó vùng vằng khi cậu ấy bị nhận thẻ phạt. Bruno Fernandes đã kêu ca với trọng tài khi bị nhận thẻ phạt những bản hợp đồng Ten Hag đưa về không phục vụ cho thiết lưới của ông. Còn nhớ Man United đã theo đuổi Fanky Kỳ Jong rong như thế nào khi Ten Hag vừa lên nắm quyền. Tuy nhiên, dù sẵn sàng chi ra mức giá khủng kèm một bản hợp đồng với khoản lương hậu hĩnh, cầu thủ người Hà Lan cũng một mực từ chối gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Càng về gần cuối thị trường chuyển nhượng, khi quỷ đỏ vẫn chưa thể thuyết phục được đẻ rong rời bác xa, Eric Ten Hag đã bắt đầu nôn nóng và chuyển hướng sang Casemiro. Sau đó, Man United đã tạo ra nhiều tranh cãi khi chiêu mộ tiền vệ người Brazil với mức giá 70 triệu bảng con số khá cao dành cho một cầu thủ đang bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ten Hag không như Jurgen Klopp chiến lược gia người Đức thả tiết kiệm cho đội bóng chứ không vung tiền ra mua những ngôi sao không phù hợp với triết lý của ông. Nhưng Ten Hag không như thế, ông sẵn sàng đưa cựu cầu thủ của Ryan về ngay khi anh không phù hợp với lối chơi mà Ten Hag mong muốn xây dựng. Thuyền trưởng người Hà Lan yêu thích những mẫu cầu thủ có khả năng tắc bóng và luân chuyển bóng trong một thế trận kiểm soát như Sergio Busquets, De Jong hay Rodri. Nhưng Casemiro là một mẫu máy quét thuần túy và ở mùa giải trước anh cũng kiêm luôn nhiệm vụ tấn công khi nhiều lần cầu thủ 31 tuổi có mặt trong vòng cấm của đội bạn. Ngoài trường hợp của đấm ăn xôi với Casemiro, có thể kể đến nhiều bản hợp đồng thất bại khác của Ten Hag bao gồm Andre Onana, Anthony hay Mason Mount. Có thể nói Nissano Martinez là trường hợp hiếm hoi nhất có thể được xem là thành công. Việc ưu tiên cho những học trò cũ khiến Ten Hag luôn bị động trong quá trình dùng binh, không phải ai cũng phù hợp với lối chơi ở ngoài hạng Anh. Tuy nhiên, có một điểm có thể thông cảm cho chiến lược gia người Hà Lan khi ông đang mắc kẹt với những tàn dư cũ của đội huấn luyện viên trước. Những cầu thủ chủ chốt của MU như Marcus Rashford hay Bruno Fernandes đều không phù hợp với triết lý mà Ten Hag đang xây dựng. Họ thích hợp hơn khi thi đấu trong một thế trận phòng ngự phản công nhanh khi tiền vệ người Nha là một mẫu cầu thủ chỉ thích tung ra những đường truyền đột biến và quyết định. Hoặc là cựu thuyền trưởng Ajax phải thay đổi chiến lý hoặc ông phải đưa về những cầu thủ phù hợp với lối chơi mới, phù hợp với đại đa số các cầu thủ trong đội hình hiện tại. Nếu vẫn bảo thủ với chiếc ni bóng đá của mình, Ten Hag cần phải thay đổi cầu thủ hạn nhân trong đội hình. Cụ thể, Bruno Fernandes phải được thay thế bằng một người có khả năng cầm nhịp tốt trận đấu như Fanky để rong. Onana thủng lưới nhiều về hậu vệ MU không đủ tốt. Trả lời phỏng vấn với truyền thông, Paul In, cựu tiền vệ của MU trong giai đoạn 1989-1995 nhận định một phần nguyên nhân khiến thủ môn Andre Onana chưa đáp ứng được kỳ vọng là vì phong độ tệ hại của các hậu vệ của quý Đỏ. Ông nói, giai đoạn này sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho Onana một thủ môn chỉ chơi tốt khi hàng phòng ngự tốt trước mặt. Đó là lý do cậu ấy xuất sắc không có nhiều việc phải làm ở Inter Milan. Màu U đang để thủng lưới quá nhiều, vấn đề ở chỗ là các hậu vệ không hỗ trợ Nana đủ tốt. Mọi người cần hiểu rằng áp lực ở màu U sẽ cao gấp 10 lần. Onana có khởi đầu với phong độ ổn nhưng áp lực sẽ ập đến sau khi cậu ấy mắc 1 đến 2 sai lầm. Một số cầu thủ mất vài tháng để thích nghi, một số còn mất cả năm, trong khi những người khác không bao giờ đáp ứng được các tiêu chuẩn áp lực kỳ vọng từ người hâm mộ, tôi nghĩ Onana phải vượt qua điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!